Dạ, xin chào các anh chị nhà đầu tư. Trong video này thì em sẽ nhận định qua về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 4. Hiện tại thì em đang xem ở trên đồ thị là chỉ số VN30 và trên khung thời gian là khung tuần. Rõ ràng thấy được luôn là hiện tại thì VN-Index đang một số tổng thể đang là một số đi ngang. Và trong khoảng 2 tuần đổ lại đây thì khi mà VN-Index, khi mà VN30 lên từ cái vùng khoảng tầm quanh 1.000 thì xuất hiện một áp lực bán, và hiện tại thì trong 2 tuần giao dịch qua thì thị trường đang đóng nến tuần là hai cái nến đỏ. Và kỳ vọng rằng là trong tuần tới thì trong khoảng tuần từ ngày 24 tháng 4 thì chúng ta sẽ kỳ vọng rằng thị trường sẽ hồi phục lại với một cái nến xanh tại đây. Khi đấy thì sẽ là một kịch bản tốt. Và em sẽ vào khung thời gian tuần để mình có một cái góc nhìn là rõ hơn về cái cấu trúc giá tại đây. Về tổng thể thì hiện tại thì thị trường vẫn đang trong một cái biên độ đi ngang. Thị trường vẫn đang trong một biên độ đi ngang trong khoảng từ vùng 1.000 cho tới vùng 1.100. Đây là khung thời gian lớn. Và vậy thì mình sẽ nhìn vào khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian là 3 giờ. 3 giờ thì mình sẽ nhìn thấy được rõ hơn về cái cấu trúc giá cũng như là cái vùng hỗ trợ trong một cái con sóng tăng này. Hiện tại thì em đang kỳ vọng rằng là cái vùng giá khoảng từ 1033 đến 1042 thì sẽ là một vùng hỗ trợ có lực mua tham gia cho thị trường trong thời gian tới. Còn nếu như một trường hợp xấu là cái trường hợp xấu thì nó thị trường không giữ giá được tại đây thì rất có khả năng thì thị trường sẽ bắt đầu giảm về đến vùng 1.000. Như vậy thì đây sẽ là một kịch bản xấu. Thì hiện tại thì trong nhóm của em thì vẫn chưa có nghĩ gì mua ngoài mã HCM. Ok, bây giờ mình sẽ điểm qua một vài nhóm ngành chính nhé. Hiện tại thì trong cuối tuần vừa qua thì khi mà khoảng tầm giữa phiên chiều thì các nhóm ngành chứng khoán có một lực mua khá là mạnh. Tuy nhiên thì áp lực bán trên thị trường là khá lớn, do vậy thì nó sẽ ảnh hưởng một vài phần tiêu cực tới nhóm ngành chứng khoán, khiến cho một vài mã có một sự giảm điểm. Đơn cử như hiện tại thì em đang khuyến nghị cái nhóm của em là mã HCM. HCM thì hiện tại thì cái xu hướng tổng thể vẫn là một xu hướng đi ngang, và trước đấy thì nó có một cái lực giảm khá là mạnh. Và hiện tại thì ở cái vùng giá gần nhất thì cái hành vi giá thì nó có một xu hướng là phá vỡ qua cái vùng đi ngang hiện tại là tại đây. Và hiện tại thì đang có một vài phiên giao dịch ở trên cái vùng cản này, và có một vài phiên khá là tích cực. Hiện tại thì em vẫn kỳ vọng rằng là trong khoảng thời gian tới thì nếu như mà thị trường có một lực hồi phục thì HCM kỳ vọng rằng là sẽ vượt lên cả vùng 29 hoặc thậm chí vùng 30 sẽ là một kịch bản tốt cho các anh chị tham gia vào trong khoảng thời gian tới. Đấy là mã ở trong ngành chứng khoán. Còn đối với mã ngành ngân hàng thì hiện tại em vẫn đang khuyến nghị mã CTG. Đối với một mã CTG thì hiện tại thì trong khung thời gian tuần đi, khung thời gian tuần thì trước đấy thì vẫn là một xu hướng trước đấy này. Thị trường có một phiên giao dịch đi ngang, và hiện tại thì giá có xu hướng phá vỡ qua vùng đi ngang. Giá có phá vỡ qua vùng đi ngang và hiện tại thì đang quay trở lại test lại cái vùng giá đi ngang này. Và trong khoảng mấy phiên giao dịch vừa qua thì CTG cũng đang có một cái lực mua tham gia vào nhất định tại cái vùng hỗ trợ này. Và nếu như mà anh chị quan tâm thì có thể nắm giữ trung hạn tại đây với điểm cắt lỗ là khoảng tầm 27.4 và điểm giảm bán là khoảng tầm vùng đá 3.22. Tuy nhiên thì để mua sớm thì rất sẽ khá là nguy hiểm. Do vậy thì trong tuần tới thì các anh chị nên theo dõi để có thể thấy được rằng là các cái sự phản ứng của tham gia tại đây. Với điểm cắt lỗ thì hiện tại thì vùng tôi chốt lời là khoảng tầm vùng 31 và xa nữa là vùng 32 thì sẽ là một chốt lời khá là đẹp và một vùng mua và vùng cắt lỗ khá là thấp. Do vậy các anh chị có thể quan tâm tới mã CTG hoặc là mã HCM trong thời gian tới. Ngành dầu khí hiện tại thì khá là xấu, do vậy thì anh chị cũng chưa nên tham gia vào tại cái vùng này. Ngoài mã duy nhất là mã oil, nó một phiên giao dịch khá là tốt nha, bởi vì là khi mà phá vỡ qua vùng đi ngang, khi mà phá vỡ vào vùng đỉnh cũ này, và hiện tại thì vùng oil này đang đi ngang khá là đẹp, và trong khoảng 3 phiên trở lại đây thì có thể thấy được luôn đó là vùng giá hiện tại thì phe mua đang giữ được giá.
và phe bán đang dần giảm bớt sự ưu thế tại đây. Do vậy thì mã oi các anh chị có thể quan tâm trong khoảng thời gian tới, và một cái nến rút chân này khá là đẹp nha các anh chị. Ok, tổng kết lại thì em sẽ khuyến nghị các anh chị rằng là một là mã HCM, hai là mã CTG, ba là mã oi trong ngành dầu khí thì khá là đẹp trong khoảng thời gian tới mà các anh chị cần phải quan tâm. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu như mà các anh chị cần có nhu cầu tư vấn thì em sẽ để số điện thoại và thông tin liên hệ ở trong phần mô tả của video. Cảm ơn anh chị.